Xin chào các bạn. Hôm nay Lang Thang Châu lại mời các bạn cùng lên núi để thử và khám phá cảm giác trượt tuyết. Đây là một môn thể thao mùa đông rất được ưa chuộng của người dân vùng khí hậu ôn đới và đặc biệt là người dân châu Âu, thì đây là một môn thể thao mà không thể thiếu được trong mùa đông của họ. Những dịp đi trượt tuyết như thế này, nó đã trở thành như là một kỳ nghỉ đông hàng năm, tương đương như một kỳ nghỉ hè. Năm nay có vẻ lượng tuyết không được nhiều lắm, bởi vì trước đây gần một tuần thì hầu như không có lượng tuyết mới rơi. Và do thời tiết vẫn âm nên là tuyết đã bị lèn xuống và đóng băng hết. Mặc dù là đã được giải sỏi, giải cát và rắc muối, nhưng mà đường vẫn bị tương đối là trơn trượt và việc đi lại cũng khá khó khăn. Lái xe đi chỗ này rất là sợ. Trời ơi, đường hẹp mà rất là trơn. Tập trung để lái, không có chạy một cái thì mình cũng không quên lái đường này lắm. Không đi mà nó không xa lái. Sau một thời quanh co tìm phải, có lẽ mình đã tìm được bạn tên đây rồi. Bên phải. Tên vị trí đây, đây chúng ta đi. Cái đường trượt tuyết ngay trước mặt thì còn đẹp. Mình đã đến hotel đẹp quá. Đường trượt tuyết ngay trước mặt bên kia. Nào, bây giờ mời các bạn cùng tìm hiểu xem đi trượt tuyết cần chuẩn bị những gì và nó có những cái gì hay mà lại được hấp dẫn đến như vậy nhé. Việc đầu tiên mà nhóm phải làm là đi thuê các dụng cụ trượt tuyết. Mọi năm thì chúng tôi thường thuê dụng cụ ngay từ Praha, nhưng vì năm nay quyết định cũng hơi gấp gáp nên là lên trên này mới thuê, thì giá nó phải gấp đôi so với là ở Praha. Để có thể trượt được thì các bạn sẽ phải trang bị bàn trượt, gậy trượt, mũ bảo hiểm và đặc biệt nhất là đôi giày trượt. Nó có một thiết kế hết sức đặc biệt, rất nặng, phải đến 2-3 cân và cứng như là đá. Để đi được vào nó cũng là quả là khó khăn. Và sau khi mà đi xong đôi giày này vào thì đôi chân của mình được hoàn toàn được bó cứng như là bị cụp chân lại. Khi đó là cái khớp cổ chân là hoàn toàn không thể cử động được. Và đây chính là cái cách để người ta bảo vệ cho cái khớp cổ chân của mình. Vì trượt tuyết rất dễ bị ngã, và nếu không có kết cấu như thế này thì chuyện mà bị chai khớp hoặc bị bong gân khớp cổ chân là chuyện rất dễ xảy ra. Người nhân viên bán hàng đồng thời là một thợ lành nghề về việc căn chỉnh các cái dụng cụ trượt tuyết. Họ căn cứ vào chiều cao và cân nặng của khách và điều chỉnh lại cái lực giữ giày vào ván trượt sao cho phù hợp, để khi bị ngã thì nó có thể tự động bật ra được. Vì nếu cái lực này quá lớn, bàn trượt này không tự bật ra được thì có thể rất dễ gây chấn thương. Bây giờ mình sẽ đi vào chỗ trượt tuyết mua vé để đi lên núi. Có thể nói là đi trượt tuyết thì đắt hơn rất nhiều so với là đi nghỉ biển. Vì ngoài việc cũng phải trả tiền thuê khách sạn ra thì đi trượt tuyết còn phải trả thêm hai loại phí. Thứ nhất là vé để vào khu vực trượt tuyết. Thì ở khu vực này năm nay là vào khoảng 55 euro trong một ngày, tương đương với một ngày nghỉ khách sạn. Và phí thứ hai là tiền thuê dụng cụ trượt tuyết. Thì ở khu vực này cũng là nơi đắt của Séc, thì nó có khoảng 12 đến 15 euro trong một ngày trượt, tùy thuộc vào số lượng ngày mình thuê, càng nhiều thì càng rẻ hơn. Bây giờ mình sẽ đi lên chỗ xếp hàng để đi vào cái dòng dọc kéo lên trên núi cao. Xếp hàng rất đông nhưng mà có một cái cửa gọi là fast pass, có nghĩa là express, thì mọi người có thể trả thêm tiền để đi một cái cánh cửa riêng biệt kia thì là có thể vào ngay lập tức. Đây đông như thế này này, đông ơi là đông. Loại cáp treo kiểu ghế ngồi này thì không được kín và ấm bằng loại cabin, nhưng lại có một cái rất hay là mình có thể mở cái lồng chụp lên cho thoáng gió và quan sát thoải mái hơn. Cả nhóm Lang Thang Châu chúng tôi gồm có 5 thành viên đang đi lên trên núi này. Lang Thành. Xin chào. Hello. Lang Thang Châu xin chào các bạn. Hello. Hôm nay thời tiết rất lạnh, ở trên này chắc đang âm 15 độ. Nên là cũng đang rất là kêu nên là hy vọng là sẽ trượt tốt. Xin chào nha. Lớp học, các em bé bây giờ đang dạy ở dưới. Ở đây thì thường xuyên có các lớp dạy trượt tuyết.
nên mọi người có thể đến nơi trực tiếp đăng ký để học theo giờ. Trẻ em và thanh niên thì học rất nhanh, chỉ khoảng 2-3 tiếng là có thể lên núi để trượt theo đường xanh xuống được rồi. Nhưng đối với người lớn tuổi thì chậm hơn, nhưng cũng chỉ 2-3 ngày là có thể lên núi trượt được. Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt thì có khi 2-3 ngày chưa chắc đã đứng vững được ở trên mặt tuyết. Học trò lãng tử, vừa học vừa chơi. Đi theo cô giáo. Đang rất lạnh lại không nhiều tuyết lắm. Mọi năm tuyết nó phủ trắng hết các cây này là đẹp. Năm nay cái cáp treo này rất hay, họ làm cái hệ thống sưởi ấm nên là rất là ấm áp. Hello mọi người. Hello. Do ngày đầu tiên nhóm phải lo nhiều thủ tục nên mãi đầu giờ chiều mới ra đến sân trượt. Và nhóm lại có 2 thành viên mới tập trượt nên là chỉ trượt được có vài ba vòng và trời đã tối. Và mọi người phải ngậm ngùi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Đây, đã đến hotel. Apartment rộng cao hồ, thích quá. Đẹp quá. Đẹp quá nhỉ. Rộng rãi, em ơi, thích quá. Bếp mới nguyên này, toàn đồ mới. Cả bên này nữa con, xem có kiểm tra nào, dao dĩa đầy đủ hết đúng không? Bên này xem là cốc chén nào. Wow. Úi dồi, đúng là mình là người khai trương đập hộp luôn này. Đấy. Vừa thủy. Ăn trong đấy rồi. Ôi giời trơn quá, các bạn phải bám vào hàng rào kia cẩn thận. Trời tối om lạnh tuyết âm mười mấy độ nhưng mà tuổi thanh niên cứ vẫn thích đi ăn. Ôi đùa chứ thế này mà bắt mẹ cả cô thì đi này chứ. Đường đóng đá. Ôi giời đóng đá này. Chỉ có trượt thôi. Âm 15 độ, bọn tớ vẫn đi tìm lọ mọ. Mặc dù đường đóng băng hết nhưng mà tâm hồn ăn uống lên cao nên mọi người vẫn quyết tâm phải đi ra nhà hàng bằng được. Uống rượu xong nhà hàng hai chị em bóc cửa chưa? Lại tiếp tục đi bằng cả tay và chân. Khu trung tâm trực tiếp đây. Cả nhà đứng vào đây này. Chị Yên Na được ba Tết. Hello. Ngày hôm sau, cả đoàn đã quyết tâm đi sớm để được trượt nhiều hơn. Nguyên nhím. Chào Giang. Khi đến gần đến nơi thì mọi người phải tự nâng lồng chắn gió và khung an toàn lên để kịp thời di chuyển ra khỏi ghế. Và việc đứng lên thoát khỏi ghế, trượt xuống cũng là một việc không dễ dàng đối với những người mới biết trượt. Rất nhiều người đã bị ngã ở chỗ này. Hello. Đang giỏi quá. Sao vào đây. Đây, hai bạn Giang và Thành vừa mới tập mà ở Giang hôm nay đã trượt được như này rồi. Giang và các chị cùng gặp những chị rất là khó hơn rồi, rất nhanh các bạn đã trượt được rồi. Đây. Bây giờ mình sẽ nghỉ ăn trưa ở đây.
đi dây vào đây. À, ăn trưa trong nhà hàng trên này. Cappuccino. Sumo rồi con. Imasu, à, súp tỏi à? Giang ăn gì con? Rượu này uống rượu xong thì làm sao mà yêu quyền. Hôm nay phải chia 2 ngày nữa mới không phải ăn nữa. Cháu chỉ ăn một chỗ này. Tự nhiên người ta làm 2 miếng cho cháu hết sao. Ôi, món của Thành ngon đấy. Đây, Thành này. Thành làm sau giờ ăn trưa các bạn lại ra để tiếp tục lên đường. Núi bắt đầu trượt. Nhìn thấy nhanh nhà mình trượt, con gái trượt. Chỗ này dễ nên là mình thử. Vừa cần quay không có ai trượt ở đây hết, mình trượt thích quá, thích cực kỳ luôn. Đường đỏ dành cho các bạn trượt chuyên nghiệp. Đẹp. Đi trượt tuyết thì đúng là phải kỳ công hơn là đi nghỉ bình thường và phải mất nhiều công tập luyện hơn. Nhưng mà khi được trượt từ trên núi xuống thì cảm giác không thể diễn tả thành lời. Nó chỉ có thể nói là phê, rất phê. Ở những vùng trượt tuyết thì còn có rất nhiều các khu trượt tuyết nhỏ với độ dốc thấp để dành riêng cho những lớp dạy trượt tuyết hoặc là cho những người mới biết trượt tập dượt. Trang thiết bị ở những khu vực này thì nó cũng đơn giản hơn, chỉ là những cái dòng dọc dùng để kéo người lên. Nó có những cái dụng cụ để người trượt bám tay vào hoặc kẹp giữa hai đùi để kéo người lên trên đỉnh dốc. Đây, đây, cái là dòng dọc. Đây, mọi người đấy, nhìn thấy không? Em bé này vừa kéo lên và bỏ ra sẽ trượt từ đây xuống. Phải có dòng dọc kéo lên xong mới trượt từ trên xuống được. Chứ không có cách nào mà đi lên bộ lên trên cái dốc này được. Khu này là khu dành cho những người mới tập trượt tuyết. Đây là những cái quầy bán ở trong khu trượt tuyết rất nhỏ xinh xắn, xếp gỗ này. Lạnh thì mọi người có thể mua cái rượu để uống nóng người. Nó là cái rượu vang cho các gia vị như là mồi với quế vào xong họ đun nóng để mình uống. Đây là khu dành cho các em bé chưa biết trượt tuyết. Bố mẹ mang những cái bobby gọi là cái đồ trượt tuyết để ngồi lên có thể trượt từ trên dốc xuống. Rất là vui, cả nhà cùng trượt với nhau. Các kiểu ghế ngồi để trượt tuyết có những cái rất đơn giản, chỉ như là một miếng nhựa tròn mềm và chỉ cần có cái tay cầm. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng nó cũng cung cấp được một số thông tin hữu ích cho các bạn muốn tìm hiểu, khám phá về môn thể thao tuyệt vời này. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.